nhận định trận bóng giữa Anh và chủ nhà Úc bán kết World Cup nữ 2023. Thưa quý vị, trận bán kết thứ hai World Cup nữ 2023 là cuộc so tài giữa đội tuyển Anh và chủ nhà Úc sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 16 tháng 8. Trận đấu này sẽ tìm ra đội bóng góp mặt tại trận chung kết cùng tuyển nữ Tây Ban Nha. Đã nói, đây là lần thứ 6 trong lịch sử mà đội tuyển nữ Anh có mặt tại một vòng chung kết World Cup và cũng là lần thứ 6 liên tiếp họ vào đến bán kết của giải đấu bóng đá nữ lớn nhất hành tinh. Điều này đã đủ cho thấy lý do tại sao giới chuyên môn luôn đánh giá cao đại diện xứ sương mù. Tuy nhiên, hành trình đi tới trận bán kết của họ không quá thuyết phục. Bởi tam sư gặp may khi chạm trán với những đối thủ dưới tầm là Trung Quốc, Đan Mạch và Haiti tại vòng bảng. Ở vòng 1/8, họ phải rất vất vả mới đánh bại đội tuyển nữ Nigeria sau loạt sút luân lưu. Cách đây ít ngày, họ cũng phải lội ngược dòng trước đội tuyển nữ Colombia để giành chiến thắng 2-1. Đội tuyển nữ Anh của hiện tại đang khiến cho người hâm mộ có cảm giác lo lắng bởi họ thi đấu một cách chệch choạc, không đúng với vị thế vốn có. Trái lại, sau giai đoạn vòng bảng không thực sự ấn tượng, thì đội tuyển nữ Úc càng chơi càng hay khi lần lượt hạ Đan Mạch ở vòng 1/8 và tiếp tục quật ngã ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vị vô địch, đội tuyển nữ Pháp, ở tứ kết trên chấm 11m. Về chất lượng nhân sự hay chuyên môn, đội tuyển Úc không thể sánh với nhiều đội bóng khác tại giải đấu năm nay. Nhưng với lợi thế sân nhà cùng tinh thần chiến đấu kiên cường đã giúp họ có lần đầu tiên góp mặt vào bán kết tại một kỳ World Cup nữ. Mặt khác, tuyển nữ Úc từng đánh bại Anh với tỷ số 2-0 ở loạt trận giao hữu trước thềm World Cup nữ 2023. Với những dữ liệu trên, đội bóng chủ nhà hoàn toàn có thể nghĩ tới kịch bản một lần nữa đánh bại đội tuyển Anh và giành tấm vé tham dự trận chung kết